Bài Cương Kim Loại là một cái chương hết sức quan trọng trong chương trình Hoa học Trung học Phổ thông nói chung và Hoa học Phố Cô nói riêng. Để nhẽ đề cập đến kim loại thì chúng ta biết rằng là trong bảng hệ thống tuần hoàn thì kim loại chiếm đến trên 80%, một cái số lượng rất lớn. Cái thứ hai là phản ứng của kim loại thì rất là phong phú và đa dạng. Kim loại có thể tác dụng với các đơn chất như phi kim, với các hầu hết các hợp chất axit, bazơ và muối. Chính vì vậy mà cái xuất hiện cái sự đa dạng và phong phú về những cái dạng bài toán của kim loại với các đơn chất cũng như các hợp chất. Theo đó mà để có giúp các em có một cái sự nhìn nhận tốt về hệ thống lý thuyết và các dạng bài tập về chương Đại Cương Kim Loại thì chúng tôi tổ chức biên soạn chuyên đề phương pháp giải các dạng bài toán thường gặp trong chương Đại Cương Kim Loại. Thế thì nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là kim loại có thể tác dụng với đơn chất ví dụ như phi kim mà điển hình là oxy, halogen, lưu huỳnh v.v. với các hợp chất ví dụ như các axit, các bazơ, muối và nước. Thế thì cái chuyên đề thứ nhất mà chúng tôi giới thiệu với các bạn hôm nay đó là kim loại tác dụng với axit. Theo đó thì axit chúng ta biết rằng là sẽ có hai loại, một là axit thể hiện tính chất của ca chiếu H cộng, đó là các axit chlorhydric, axit sulfuric loãng, và một loại thứ hai là axit có tính oxy hóa rất mạnh mà trung tâm phản ứng đó là các anion gốc axit như axit nitric rồi axit sulfuric bạc. Thế thì phần thứ nhất chúng tôi giới thiệu về cái loại bài tập kim loại tác dụng với dung dịch axit chloric và axit sulfuric loãng. Thế thì trong mục này thì chúng ta tìm hiểu hai cái nội dung. Thứ nhất là chúng ta nắm những cái vấn đề quan trọng nhất về mặt phương pháp giải cái dạng bài tập này và tìm hiểu những ví dụ minh họa điển hình của cái dạng bài tập này. Về mặt phương pháp giải dạng bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit chloric và axit sulfuric loãng thì chúng ta biết rằng nếu ký hiệu kim loại làm mờ thì bản chất phản ứng của kim loại với dung dịch axit chloric và axit sulfuric loãng đó là phản ứng với ca chiếu H cộng theo phương trình ion rút gọn M cộng NH cộng tạo thành ca chiếu MN cộng cộng với N trên 2H2, tức là kim loại M bị ca chiếu H cộng oxy hóa thành ca chiếu MN cộng, đồng thời ca chiếu H cộng bị kim loại M khử thành phân tử hiđro, số xóa là 0. Thế thì nhìn vào phương trình phản ứng tổng quát đó thì chúng ta thấy rằng là muốn phản ứng xảy ra thì kim loại M phải đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học. Một trong những biểu thức thường được áp dụng trong dạng bài toán này đó là biểu thức tính khối lượng muối sinh ra khi cho kim loại tác dụng với các loại axit trên. Biểu thức tính khối lượng muối thì bằng khối lượng các kim loại cộng với khối lượng các anion gốc axit. Hoặc là chúng ta có thể tính khối lượng muối dựa vào định luật bảo toàn khối lượng. Khối lượng muối thì bằng khối lượng của các kim loại cộng với khối lượng của các axit trừ đi khối lượng của hiđro. Một vấn đề nữa chúng ta cũng cần chú ý trong dạng bài toán này đó là khi cho kim loại vào dung dịch axit hoặc là các axit thì chúng ta thấy rằng là khối lượng của dung dịch axit luôn luôn tăng và độ tăng khối lượng của dung dịch các axit thì luôn bằng khối lượng của kim loại trừ khối lượng hiđro. Một điểm chú ý rất quan trọng trong vấn đề này đó là khi lượng kim loại người ta dùng là các kim loại nhóm 1A tức là kim loại kiềm hoặc ba kim loại kiềm thổ là canxi, bari và strontium thì khi cho vào dung dịch axit, điểm rất chú ý rằng trước hết các kim loại này phản ứng hết với axit trước. Khi mà axit hết và kim loại mà còn dư thì nó sẽ tiếp tục phản ứng với nước. Do vậy, hiđro sinh ra khi đó là sinh ra từ cả phản ứng của kim loại với axit và với nước, và khối lượng chất rắn thu được gồm khối lượng của các muối và khối lượng của các bazơ. Hay nói cách khác, khối lượng chất rắn chính bằng khối lượng của kim loại cộng với khối lượng các gốc axit cộng với khối lượng anion OH trừ. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái ví dụ minh họa cho cái dạng bài tập này. Ví dụ thứ nhất, cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kẽm và kim loại X thuộc nhóm 2A tác dụng với dung dịch axit chloric dư sinh ra 0,672 lít khí hiđro được quy tiêu chuẩn. M
mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng dư thì thể tích hydro sinh ra chưa đến 1,12 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X thì là A là bari, B là canxi, C là magie và D là sắt. Thế nhìn vào ví dụ này chúng ta thấy rằng là cả kẽm và kim loại X nhóm 2A đều đứng trước hydro và đều thể hiện hóa trị 2 khi tác dụng với dung dịch axit này. Do đó chúng ta ký hiệu chung kim loại kẽm và kim loại X là M. Khi đó phương trình phản ứng xảy ra dạng ion rút gọn là M cộng 2H cộng sinh ra M2 cộng cộng H2. Số mol hydro chúng ta thấy rằng là bằng 0,03 mol, thì số mol của hai kim loại kẽm và X mà ký hiệu chung là kim loại M cũng là 0,03 mol. Khi đó phân tử khối của hai kim loại này bằng 1,7 chia 0,03 và bằng 56,67. Đấy là phân tử khối trung bình của kẽm và kim loại X. Thế thì nằm trong cái giá trị đặc trưng của giá trị trung bình thì chúng ta thấy giá trị trung bình phải nhỏ hơn một cái giá trị và lớn hơn một cái giá trị nào đó trong hai cái đại lượng là phân nguyên tử khối của kẽm và X. Thế chúng ta thấy rằng là kẽm thì nguyên tử khối là bằng 65, theo đó thì nguyên tử khối của kim loại X sẽ phải nhỏ hơn 56,67. Đó là thí nghiệm 1, thì chúng ta thu nhận được cái biểu thức chúng ta ký hiệu là biểu thức số 1. Trong thí nghiệm 2 thì người ta thực hiện phản ứng của riêng kim loại X với dung dịch axit chloric và phản ứng cũng diễn ra dưới dạng ion rút gọn là X cộng 2H cộng sinh ra X2 cộng cộng H2. Vì số mol hydro thu được chưa đến 1,12 lít ứng với 0,05 mol, cho nên số mol của hydro nhỏ hơn 0,05 mol, có nghĩa là số mol của X tham gia phản ứng cũng nhỏ hơn 0,05 mol. Từ đó chúng ta dễ dàng tính được nguyên tử khối của kim loại X sẽ lớn hơn 1,9 chia 0,05 và bằng 38. Kết hợp với biểu thức 1 thì chúng ta thấy nguyên tử khối của X lớn hơn 38 và nhỏ hơn 56,67. Theo đó X phải bằng 40 là canxi. Ở đây chúng ta chú ý rằng là trong cái phương án của bài toán thì sắt đưa ra là 56 cũng thỏa mãn cái biểu thức trên, tức là nhỏ hơn 56,67 đối với 38, nhưng chúng ta không nhận nghiệm là sắt bởi vì sắt không thuộc nhóm 2A. Ví dụ thứ hai, cho 13,5 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại nhôm, crom, sắt, magie tác dụng với lượng dư dung dịch axit sulfuric loãng nóng trong điều kiện không có không khí, được dung dịch X bằng 7,84 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch X được M làm muối than, giá trị của M là A là 47,1, B là 30,3, C là 80,7 và D là 45,5. Thế thì nhìn vào bài toán này chúng ta thấy rằng là để giải nhanh chóng bài toán này thì chúng ta cần nhớ công thức khối lượng muối thì bằng khối lượng của các kim loại cộng với khối lượng anion gốc axit. Theo đó chúng ta có cách giải thứ nhất, khối lượng muối thì bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng anion, ở đây là anion SO42- và bằng 13,5 là khối lượng của các kim loại cộng với MSO42-. Bài toán cho số mol hydro thì chúng ta có cái sơ đồ hydro sinh ra từ axit sulfuric là H2SO4 cộng 2 electron tạo thành hydro cộng SO42-. Số mol hydro sinh ra là bằng 0,35 mol bằng số mol SO42-. Từ đó chúng ta dễ dàng tính được khối lượng của anion SO42- là bằng 0,35 nhân với 96. Sau đó chúng ta thay vào biểu thức 1 thì chúng ta sẽ tính được khối lượng muối là bằng 13,5 cộng với 0,35 nhân với 96 mà kết quả nhận được là bằng 47,1, tức là đáp án A. Cách nhận nghiệm thứ hai cũng hay được áp dụng trong cái loại bài toán này, đó là chúng ta thấy bốn kim loại này đều đứng trước hydro, mặc dù cái sự thể hiện hóa trị có khác nhau khi tương tác phản ứng với axit sulfuric loãng. Khi đó chúng ta ký hiệu bốn kim loại đã cho này là M thì chúng ta có phương trình phản ứng dạng tổng quát là M cộng H2SO4 tạo thành M2SO4M lần cộng hydro
và cân bằng phản ứng như trên. Trong đó chú ý N ở đây là hóa trị chung cho cả bốn kim loại. Nhìn vào phương trình phản ứng, chúng ta thấy rằng là số mol của axit sulfuric luôn bằng số mol của hiđro và bằng 0,35 mol. Từ đó để tính khối lượng muối, chúng ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. M muối là bằng M và bằng M kim loại cộng M axit sulfuric trừ M hiđro. Cụ thể bằng 13,5 là khối lượng của các kim loại cộng với khối lượng axit sulfuric là 98 nhân 0,35 trừ khối lượng hiđro là 2 nhân 0,35 và cũng nhận được kết quả là 47,1 gam. Chú ý rằng là bài toán này có thể mở rộng ra nhiều trường hợp bằng cách là thay số lượng của các kim loại, có thể người ta chỉ lấy 2 hoặc 3, thậm chí là tăng số lượng kim loại lên là 5, 6, thậm chí là nhiều hơn nữa. Thì điều quan trọng chúng ta thấy rằng là cái phương pháp giải của chúng ta là một là không cần biết phương trình, chỉ cần nhớ cái biểu thức mờ muối bằng mờ kim loại cộng mờ gốc axit, hoặc chúng ta gọi chung tất cả các kim loại theo bài toán cho bằng một cái kim loại trung bình, đó là kim loại nào, thì khi đó chúng ta vẫn vận dụng cái biểu thức mà chúng ta đã nói ở phần phương pháp. Về ví dụ thứ ba, cho 10 gam natri tan hết vào 100 ml dung dịch gồm axit sulfuric 0,5 m và axit lauric 1 m được 4,48 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn thu được là A 18,55 gam, B 17,55 gam, C 20,95 gam và D là 12,95 gam. Thế thì một cái điểm rất quan trọng trong cái hướng giải quyết chung cái dạng bài tập này, khi dùng đến kim loại nhóm 1A hoặc là kim loại nhóm 2A thì chúng ta phải để ý rằng là cái axit chúng ta dùng có dư hay không, và phải xem xét rằng là cái tương tác của kim loại với các axit đó có diễn ra phản ứng của kim loại đó với nước hay không. Thì chúng ta thấy tổng số mol hấp cộng thì dễ dàng chúng ta tính được là bằng 0,2 mol, số mol hiđro thu được là bằng 0,2 mol. Theo sơ đồ thì toàn bộ hấp cộng của axit chuyển về số mol hiđro là 0,2 mol, thì chuyển về số mol hiđro là 0,1 mol, mà số mol hiđro tổng cộng thu được là 0,2 mol. Do đó hấp cộng hết tức axit hết, và đã có 0,1 mol hiđro sinh ra do cái sự khử nước. Theo cái sơ đồ là nước nhận 1 electron sinh ra 1/2 phân tử hiđro cộng với OH trừ. Số mol hiđro sinh ra do sự khử nước này là 0,1 mol, thì số mol electron nhận của quá trình này là 0,2 mol và sinh ra 0,2 mol OH trừ. Khi đó chúng ta thấy tổng số mol electron nhận ở hai quá trình này là bằng 0,4 mol. Tiếp nhận số electron nhận này thì duy nhất là kim loại natri, bằng cách natri nhường một A thành can trung Na cộng. Theo định luật bảo toàn electron thì số mol electron cho phải bằng số mol electron nhận, tức là bằng 0,4 mol. Biết số mol electron cho là 0,4 mol thì dễ dàng tính được khối lượng natri là 0,4 mol, và khối lượng của natri sẽ là 0,4 nhân với 23 là bằng 9,2 gam. Khi đó khối lượng chất rắn khan thì bằng khối lượng của kim loại natri là 9,2 cộng với khối lượng anion gốc axit là SO42 trừ và Cl trừ. Ngoài ra cần chú ý là cộng với khối lượng anion OH trừ sinh ra do sự khử nước. Cụ thể N rắn khan sẽ bằng khối lượng natri là 9,2 cộng với khối lượng SO42 trừ là 0,05 nhân 96 cộng với khối lượng Cl trừ là 0,1 nhân 35,5 cộng với khối lượng OH trừ là 0,2 nhân 17 và bằng 20,95 gam. Đáp án C. Ví dụ 4, hòa tan 10 gam hỗn hợp X gồm nhôm, sắt, kẽm và magie bằng dung dịch axit chloric dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm là M trừ 2 gam. Khối lượng đơn vị là gam của muối tạo thành trong dung dịch axit là A là M cộng 34,5, B là M cộng 35,5, C là M cộng 69 và D là M cộng 71. Thế thì như cái phần phương pháp chúng ta đã nói là khối lượng của dung dịch axit tăng thì luôn luôn bằng khối lượng của kim loại
trừ khối lượng hydro. Cụ thể khối lượng axit tăng là m trừ 2 gam thì sẽ bằng khối lượng kim loại, các kim loại là m trừ khối lượng hydro. Thì từ đó chúng ta dễ dàng tính được khối lượng hydro là bằng 2 gam hay là ứng với 1 mol. Hydro sinh ra từ quá trình nhận electron của axit chloric là HCl nhận 1 electron ra 1/2 phân tử hydro cộng với 1 mol ion Cl trừ. Số mol hydro là 1 mol thì số mol Cl trừ là 2 mol. Từ đó chúng ta tính được khối lượng muối là bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng anionic acid Cl trừ, tức m muối bằng m là khối lượng của các kim loại cộng khối lượng Cl trừ là 2 mol nhân với 35,5 và bằng m cộng với 71, tức là phương án B.